Dịch vụ mua hàng online hay là giao hàng tận nhà đang rất phổ biến vì sự tiện lợi và nhanh gọn của nó. Thậm chí có nhiều người đã trở thành bạn thân thiết với các anh chàng shipper. Nhưng mới đây, một anh chồng đã đăng đàn than thở việc vợ của mình vì quá đam mê mua hàng online đến mức phải chuẩn bị đi ăn cưới của shipper. Thói quen mua hàng online của các chị em là khó có thể kiềm chế được. Cũng có các anh chồng cầu nhau vì cho rằng cô vợ của mình quá phung phí, có món mua về chẳng thèm dùng đến. Nhưng anh chồng trong câu chuyện trên đây thì khá thoải mái. Có điều anh không ngờ rằng vợ mình lại mua nhiều đến mức thân thiết với cả shipper, được mời hẳn đi đám cưới thì số tiền bỏ ra mua hàng cũng không nhỏ. Qua dòng tâm sự của anh chồng, nhiều người mới giật mình nhớ lại, dường như mình cũng có một anh shipper mối ruột, vui vẻ, tận tình. Nếu như khách bận thì quăng vào sân nhà hay là gửi bảo vệ, thậm chí trả tiền giúp rồi gửi lời nhắn, mai anh qua lấy tiền cũng được. Có người thì hào hứng cho biết, anh shipper còn đứng lại hóng chuyện với mẹ mình, đôi khi còn lỡ mồm kể hết mấy đơn hàng mình đã đặt làm mẹ mình la cả ngày. Trong cuộc sống có những tình huống bất ngờ và thú vị mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được, như trường hợp của anh shipper trên đây. Thế mới nói những mối quan hệ thân thiết được thiết lập làm chúng ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái và yêu đời hơn. Còn bạn, bạn có kỷ niệm nào với anh shipper ruột của mình không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!